Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tí Hỏi. Các bạn ạ, những người tham gia showbiz hay còn gọi là ngành giải trí thì tất nhiên là nổi tiếng rồi. Vấn đề là mức độ nổi tiếng như nào thôi. Nhiều người nổi tiếng vì giọng hát, về năng khiếu hài hước, về diễn xuất giỏi. Còn có một số người nổi tiếng về mức độ scandal. Scandal trong nước thì cũng thôi đi, đằng này tạo scandal hẳn ở nước ngoài cho nổi nữa thì đúng là em cũng xin thua. Trước khi tới với dàn sao nổi tiếng bởi thực lực, sự cố gắng bản thân, chúng mình cùng tới với sự kiện hot nhất những ngày qua trên mạng xã hội liên quan tới ngành giải trí, xấu xí chỉ người Việt biết thì thôi, còn cho cả thế giới biết. Nhiều giờ qua, cư dân mạng xôn xao trước thông tin hai nam nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc xâm hại một thiếu nữ 17 tuổi người Anh. Theo mô tả của truyền thông địa phương, hai nghi can có độ tuổi 37, 42 và là diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Netizen lập tức đặt nghi vấn với diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vì hai người này có mọi thông tin trùng khớp với hai nghi can. Trước ồn ào liên quan đến nghệ sĩ làm dư luận dậy sóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài đã phát biểu trong cuộc họp chiều ngày 1 tháng 7 rằng, theo thông tin chưa chính thống, diễn viên Hồng Đăng đi du lịch châu Âu và có liên quan đến vụ việc đang được điều tra. Sở Văn hóa và Thể thao đã giao Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội báo cáo chính thức về nội dung này. Khi có báo cáo bằng văn bản, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ có thông tin chính thức với các cơ quan báo chí. Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nhận được báo cáo của Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Liệu có phải nhạc sĩ và diễn viên này không thì chúng mình cùng chờ xem. Nhưng cho tới lúc danh tính được hé lộ thì... Dù nghệ sĩ nổi tiếng tới mấy, giỏi tới mấy mà hình ảnh xấu xí thế này thì dù có hâm mộ, ủng hộ mẹ cũng bắt em chia tay thôi các bạn nhí. Hay là việc nổi tiếng nước ngoài quá khó nên hai nghệ sĩ tạo ra scandal tầm cỡ quốc tế kiểu là thà vụt sáng trong chốc lát còn hơn tầm thường suốt trăm năm. Có lẽ hai nghệ sĩ này đã làm được, làm điều phi thường đó, đã thực sự thành người nổi tiếng quốc tế, nhưng nhiều khả năng là vụt sáng trong chốc lát nhưng ngồi tù mấy chục năm. Âu cũng mừng cho hai nghệ sĩ vì đã được truyền thông quốc tế rầm rộ đưa tin, đúng chất nổi theo mong muốn. Tuy rằng nghĩ cảnh hai nghệ sĩ đang đeo còng ngồi song sắt, Ad cảm thấy nghĩ thì thương mà vương thì kệ. Thôi nói mấy cái chuyện buồn ơi là buồn, xấu mặt không chỉ gia đình nghệ sĩ mà còn xấu mặt đất nước nữa làm chi cho sầu. Chúng mình cùng chuyển qua với những nghệ sĩ chân chính, nổi tiếng và có lượng fan đông đảo ở nước ngoài, được truyền thông khá là quan tâm. Họ nổi tiếng vì tài năng và sắc đẹp của chính mình. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Một là Mỹ Tâm. Gần 20 năm tham gia nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn được biết đến là nữ ca sĩ có tần suất xuất hiện trên báo nước ngoài và nhận được lời khen ngợi từ fan quốc tế nhiều nhất. Từ năm 2006, họa mi tóc nâu từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Mars Rumor của Pháp. Sau đó, cô không chỉ trở thành một trong 12 hiện tượng hot toàn cầu mà bạn chưa biết do trang ABC News Mỹ bình chọn năm 2010, mà còn được fanpage của giải thưởng âm nhạc uy tín nhất thế giới World Music Award khen ngợi về Liverpool Hall Beach. Cho đến vài năm trở lại đây, tên tuổi của Mỹ Tâm còn được nhiều trang tin xứ Hàn đồng loạt đăng tải và khán giả quốc tế còn ưu ái gọi cô bằng những danh xưng như nữ ca sĩ quốc dân Việt Nam, nữ hoàng V-pop, diva hàng đầu Việt Nam. Gần đây nhất, sức hút của Mỹ Tâm tại thị trường châu Á còn được chứng minh qua lượng fan đông đảo mà cô sở hữu ở Hàn Quốc. Cụ thể, trong dịp sang xứ sở Kim Chi biểu diễn, họa mi tóc nâu đã khiến nhiều người bất ngờ khi hàng ngàn người hâm mộ hò reo, cổ vũ không kém cạnh gì tại quê nhà. Cũng chính vì độ phủ sóng rộng lớn này, nên vào tháng 10 tới, Mỹ Tâm sẽ tổ chức một loạt concert ở Hàn Quốc với lượng khán giả dự kiến khoảng 8.000 người để đáp lại tình cảm mà người hâm mộ nơi đây đã dành tặng. Thời gian gần đây, Mỹ Tâm là một trong số ít ca sĩ Việt được khán giả, truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. Không chỉ người hâm mộ tại Việt Nam, mà rất nhiều khán giả quốc tế cũng thường xuyên dành những lời bình luận tích cực cho Mỹ Tâm mỗi khi cô xuất hiện. Ui, chị Mỹ Tâm thì quá là nổi tiếng rồi, và là ca sĩ không vướng scandal hay bất cứ điều gì. Chinh phục khán giả bằng giọng hát cực chất, Ad cũng thích chị Tâm nhất luôn đó nha. Ai thích chị Tâm giống Ad thì cho video này một like nha. Hai là Đông Nhi.
Dạo gần đây Đông Nhi đang lùm xùm với fan, S cũng không đề cập sâu. Chỉ là Đông Nhi với khán giả quốc tế cũng là nổi tiếng, nên S vẫn đưa vào nhé. Bạn anti-fan nào xem video này vui lòng bỏ qua nha. Cuối tháng 9 năm 2017, đồng loạt các trang báo Hàn Quốc đã đưa tin về thảm đỏ sự kiện ASEAN Song Festival 2017, được tổ chức tại sân vận động Busan với sự tham dự của nhiều ngôi sao đỉnh đám khắp châu Á như Little, Jackson, Mamamoo và đại diện đến từ Việt Nam chính là nữ ca sĩ Đông Nhi. Nữ ca sĩ Đông Nhi xinh đẹp, Đông Nhi khoe đường cong gợi cảm trên thảm đỏ là những mỹ từ mà truyền thông xứ Hàn dành cho giọng ca Bad Boy ngay sau khi xuất hiện trên thảm đỏ. Không chỉ vậy, phần trình diễn của nữ ca sĩ tại sân khấu ASEAN Song Festival cũng được hàng loạt báo Hàn đăng tải và đông đảo khán giả xứ sở kim chi hết lời khen ngợi. Trên cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc Naver còn xuất hiện dòng tin tức ngôi sao của Việt Nam Đông Nhi, chị lớn à, thật sự ngầu quá đi. Khiến người hâm mộ Việt không khỏi tự hào về Đông Nhi. Sức hút của Đông Nhi tại Hàn Quốc còn lớn đến mức ngay sau khi cô xuất hiện và trình diễn tại sự kiện, cổng thông tin Naver đã tràn ngập hình ảnh, thông tin tìm kiếm về cô cùng những bình luận tích cực. 3. Sơn Tùng MTP. Không chỉ là một trong những nghệ sĩ trẻ đình đám nhất V-pop ở thời điểm hiện tại, được truyền thông trong nước và khán giả săn đón mọi thời điểm, mà Sơn Tùng còn được bạn bè quốc tế công nhận tài năng khi nhiều lần dành lời khen có cánh. Tính đến nay, sau hơn 5 năm tham gia showbiz, Sơn Tùng đã xuất hiện trên nhiều trang tin nổi tiếng ở Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, với các danh hiệu được truyền thông nước bạn dành tặng như ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam, ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Không dừng lại ở đó, các ca khúc giọng ca gốc Thái Bình ra mắt cũng đều được truyền thông, khán giả quốc tế chú ý. Đơn cử như hồi tháng 5 năm 2018, sau khi ra mắt MV Chạy Ngay Đi, khán giả Thái Lan đã liên tục bàn tán, khen ngợi vẻ đẹp trai, giọng hát của nam ca sĩ. Ngoài ra, nhiều khán giả quốc tế còn cho rằng không thể tin Sơn Tùng là một ca sĩ người Việt Nam. Rất nhiều trang báo Hàn Quốc, Trung Quốc từng đăng tải thông tin về Sơn Tùng và dành cho anh những lời khen ngợi có cánh. Thời điểm Sơn Tùng ra mắt MV Chạy Ngay Đi, nam ca sĩ được đông đảo khán giả Thái Lan, Hàn Quốc dành tình cảm yêu mến đặc biệt trên mạng xã hội. Với tầm ảnh hưởng lớn tới bạn bè quốc tế đã khiến cho người hâm mộ của Sơn Tùng thêm tự hào hơn về anh. Tuy nhiên, với MV gần đây của Sơn Tùng, có nhiều phản ứng rất tiêu cực về mặt hình ảnh, nhất là khi áp lực học hành thi cử của các thí sinh và nhiều vụ đáng tiếc xảy ra. 4. Ngô Phúc Thịnh. Nhắc đến nghệ sĩ Việt luôn được truyền thông, khán giả nước bạn để mắt, chắc chắn không thể bỏ qua Ngô Phúc Thịnh, bởi anh thường xuyên xuất hiện trên các trang tin Hàn Quốc, Nhật Bản hay thậm chí sở hữu lượng fan đông đảo tại xứ sở mặt trời mọc. Thời điểm Ngô Phúc Thịnh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự ASEAN Song Festival 2016. Anh đã được nhiều báo Hàn nhanh chóng dành lời khen ngợi, thậm chí ưu ái gọi là Biren phiên bản Việt, hay ca sĩ xuất sắc nhất tại Việt Nam. Còn trong lần mang chuông đi đánh sứ người tại Hồng Kông ASEAN Pop Music Festival 2018, dân mạng xứ Trung đã đồng loạt lên tiếng khen ngợi vẻ đẹp trai, giọng hát giàu cảm xúc của Ngô Phúc Thịnh và khả năng giao lưu bằng tiếng Anh vô cùng trôi chảy. Và riêng Nhật Bản, mỗi khi xuất hiện, Ngô Phúc Thịnh cũng kéo theo đông đảo người hâm mộ tại đây không kém gì ở quê nhà. Mỗi lần sang nước bạn biểu diễn là một lần Ngô Phúc Thịnh được khán giả, truyền thông quốc tế hết lời khen ngợi. Phong cách hoạt động chuyên nghiệp, tính cách thân thiện, gần gũi là yếu tố giúp Ngô Phúc Thịnh dễ dàng nhận được tình cảm từ khán giả quốc tế. 5. Khả Ngân. Sau khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Khả Ngân đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả Trung Quốc, Hàn Quốc. Cụ thể, khi poster phim được đăng tải, các trang báo của Hàn Quốc như Net, Star News đều đồng loạt khen ngoại hình dàn diễn viên Việt. Đặc biệt là Khả Ngân, cô được khán giả xứ sở kim chi Trung Quốc nhận xét, nếu chỉ xét về ngoại hình thì cô gái kia hơn hẳn Song Hye Kyo. Thậm chí, một số bình luận cho rằng rất khó để tìm được ở Việt Nam những người có nhan sắc như thế này. Khả Ngân cùng dàn diễn viên chính Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt nhận khá nhiều lời khen ngợi nhan sắc từ khán giả, truyền thông Trung Quốc, Hàn Quốc. Một số khán giả còn cho rằng Khả Ngân có nhan sắc hơn cả nữ chính Hậu Duệ Mặt Trời bản gốc Song Hye Kyo. 6. Jun Vũ.
xuất thân là một hot girl nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào. Trải qua thời gian, Jun Vũ đã có cuộc lột xác đầy ngoạn mục để trở nên quyến rũ, gợi cảm hơn. Đặc biệt, kể từ khi công khai nâng ngực, nữ diễn viên tháng năm rực rỡ cũng không ngần ngại diện những bộ cánh táo bạo, giúp phô diện trọn vẹn đường cong hình thể cực quyến rũ, giúp cô mau trắng được xếp vào danh sách những mỹ nhân sexy bậc nhất vì bít. Trước vẻ xinh đẹp khó rời mắt này, không riêng khán giả Việt, mới đây, đông đảo dân mạng Hàn Quốc cũng dành những lời khen ngợi có cánh cho Jun Vũ. Cụ thể, trên các diễn đàn của xứ sở Kim Chi, hình ảnh của Jun Vũ xuất hiện tràn ngập. Phía dưới phần bình luận, đông đảo khán giả cũng không giấu nổi sự thích thú và liên tục dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Jun Vũ. Thậm chí, một số còn dùng những mỹ từ để gọi cô như thiên thần Việt Nam, con gái Việt Nam hot quá. Wow, trên đây là 6 nghệ sĩ phải nói là ca sĩ nổi tiếng. Các bạn còn biết ca sĩ, nghệ sĩ nào thì giới thiệu cho Ad và mọi người cùng biết bằng cách bình luận xuống phía dưới nha. Nếu thấy video này hữu ích, hãy cho Ad một like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.